Cái tôn ngộ không này như thế nào ạ? Giống nhau ạ. Giống nhau ạ. Thật sự tuyệt vời, Muka hôm nay sâu sắc quá. Giống nhau. Muka chơi thiệt rồi đó. Bữa nay em nói em chơi thiệt mà. Vâng ạ. Nhưng mà có một cái khác ạ. Tôn ngộ không thứ hai bới đầu cao hơn hai người kia. Với cái đầu bới cao như vậy chắc chắn là một người làm trong nghệ thuật ạ. Nhưng mà cái sự quờ quạng của bạn số 2 là nhiều nhất trong cái vụ đoạn nãy. Đẹp nữa. Và quên bài rất nhiều ạ. Quên bài, không vô nhiệm. Anh không phải là Tôn Ngộ Không, làm sao có 72 phép thần thông. Bạn số 1 và bạn số 3 có vẻ là chắc nhịp hơn. Anh thấy bạn số 1 là bạn nhảy chắc nhất, tạo được cái sự chú ý. Chắc nhịp, nhưng mà những người mà anh chọn nhảy chắc hay nhịp á, rốt cuộc mấy bạn đó toàn là vũ công chứ không phải ca sĩ. Yeah. Tôi thấy ba bạn này khá là giống nhau. Nhưng mà nếu mà so về vũ đạo đi ha, thì là bạn số 1 là bạn làm chắc nhất và bạn thuộc bài nhất. Còn bạn số 2 thì kiểu giống như là làm theo thôi. Nhưng mà bớt cái đầu hơi cao, mình quên bài tí xíu thôi. Không không, nhưng mà cái kiểu đầu của bạn số 2 là cái kiểu đầu của Tôn Ngộ Không đó. Đúng kiểu luôn á. Cười hoài vậy? Cười vui lắm, vui vẻ lắm. Vui hả? Nhưng đã khóc. Ủa? Ai ép lên chơi mà khóc? Nhưng mà cái người mà tôi chú ý nhất là người số 3. Số 3. Số 3. Tại sao ạ? Tại vì cái những cái hành động của bạn rất là nam tính, làm cho Si cảm giác rằng là nếu như mình là ca sĩ á thì sẽ thuộc dòng nhạc hip hop hoặc là kiểu nhạc trẻ này kia, nhảy nhót nhiều. Trời ơi, tưởng đâu nói gì nghe nãy giờ số 3 hát nhạc tính phòng đó. Thường mấy người mà hả, nam tính mà đỉnh đạt nãy giờ đứng là không có rung cái chân luôn, chắc cú nha. Hát nhạc tính phòng đó, cột hơi của bạn này nó rất là tốt. Cột hơi ạ? À? Cột hơi. Có cái bạn số 1 là nhảy đẹp nè, nhưng mà bạn này có nhiều linh cảm, không phải là ca sĩ. Còn bạn số 2 là shipper, shipper. Ủa, sao? Giờ vô, nhưng sĩ số tóc người ta chạy giao hàng nhanh, có tóc nó dựng lên chứ không phải là người ta cái gì đâu mà tốt quá. Xin được phép được hỏi là anh Nguyễn Hoàng Di đây là lần thứ mấy anh đến với chương trình ạ? Đây là lần đầu tiên anh trải nghiệm ạ. Đúng là bộ tấm chiếu mới trải chị ạ. Tấm chiếu mới trải cho nên tất cả những nhận định của anh đưa ra nó có yếu tố tiên tri. Đúng rồi, rất là chưa, sợ đội tôi chưa. Ôi tôi là có một người trên là thông thiên văn dưới tường địa lý, còn có một người chung thủy trước sau như một là nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận sẽ đưa ra nhận xét của mình ngay bây giờ. Đúng vậy, các bạn còn non và xanh lắm. Tại vì sao? Biên tập đâu có dễ cho mọi người thấy, đúng không? Vô bạn số 1 nhảy rất chắc, bạn số 2 đứng lộng cộng nhìn qua nhìn lại, ừ mà nhảy sao vậy để tôi nhảy theo. Ủa nếu mà đơn giản vậy còn gì đâu chơi, đúng không? Mời nhạc sĩ tới làm gì? Vậy thì bây giờ chúng ta chốt chọn ai đi ạ? Anh vẫn thích bạn số 1 hơn. Nếu như là em sẽ chọn bạn số 3. Bởi vì em có một cảm giác bạn số 3 là ca sĩ. Mình có tâm linh tương thông với bạn. Anh Hải, cho phép hai đứa em chọn số 3 nha. Ok. Dạ cảm ơn anh. Và là số 3. Xin mời số 3 lui. Chọn là số 2. Tại vì sao? Bạn là các bạn cố tình dụng về nhất trong 3 bạn. Thật sự tuyệt vời, và chúng ta chốt chọn số 2. Xin mời số 2 lui. Vậy thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng lật mặt số 1 để xem hai đội có loại ca sĩ hay không nhé. Ca sĩ. Vợ ơi. You knock me out. Rồi. You let me down. Oh yeah. Listen to me. Hey baby em hãy nghe bài hát anh viết cho em bằng những lời ca từ trong tim chân. Hãy lắng nghe một chút thôi, một chút thôi. Chưa một giây nào anh để quên. Hạnh phúc cho anh chỉ riêng mình em thôi baby. You can't say no, 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 no. Lỡ hôm nay trời nắng to, chỉ cần em muốn xem vừa đừng có lo. Và nếu đêm khuya nhiều lắng lo, anh sẽ kéo mặt trời lên cho. Và nỗi của anh thôi. Anh yêu em đến điên đầu. Anh chẳng muốn thấy em phải âu sầu. Nàng là mây, là mưa, là sao, là gió bay. Ok em là bà nội của anh. 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 Let's go. Yêu anh.
không lo, chỉ cần ăn no quá tròn vo thì anh cũng chẳng hề đắn đo. Một buồn thì hét thật to, lỡ mà có đau họng rời ho thì cũng đã có anh lo, anh bay ra đường mua thuốc về ngay chỗ. Em yêu anh không nè, bất tin anh đi em à, anh chỉ yêu ai xuyên anh tin anh như khi bên em đâu nè. Khà 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 khà, anh luôn mong sao ta yêu nhau lên bên nhà cho thấy khi ta chung nhà. Lỡ hôm nay trời nắng to, chỉ cần em muốn xem mưa đừng có lo. Mà nếu đêm khuya nhiều lắng lo, anh sẽ kéo mặt trời lên cho. Anh yêu em nên điểm đầu mà anh lại thấy như thế đó rất cầu. Dù là anh giờ đây phải hoa thành bé con, anh vẫn chỉ yêu bà nội của anh thôi. Em là bà nội của anh, em là bà nội của anh, em là bà nội của anh. Bà nội của anh thôi. Anh yêu em nên điên đầu mà anh chẳng muốn thấy em phải âu sầu. Nàng là mây là mưa là sao là gió bay. Ok em là bà nội của anh, 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 em là bà nội của anh. Hey yeah. Oh, oh, oh. Em là bà nội của anh. Cảm ơn ca sĩ cùng các bạn cũng tâm rất nhiều à. Mình mới đuổi ca sĩ về nữa. Chưa, mình chưa biết là ca sĩ không. Tại vì trong chương trình của tụi mình á là có rất nhiều người hát rất hay nhưng không phải ca sĩ. Chúng ta cùng giao lưu với bạn số 1. Bạn giới thiệu về tên của mình đi ạ. Dạ, lần đầu tiên cho phép em xin gửi lời chào tới hai anh chị MC giống như sáu anh chị ạ. Em tên là Sim Chan Pun Lư. Em là người Việt. Sim Chan Pun Lư. Sim Chan Pun Lư. Bây giờ chị gọi em là Lư được không hay là Sim? Mọi Sim. Người ở Việt Nam gọi em là Sim chị ạ. Sim. À, Sim mọi ơi. Người ở Việt Nam, vậy là em từ nước ngoài về à? Như là em là người Campuchia đúng không? Dạ vâng. Yes. Gốc Việt hay là em không, em sang Việt Nam để du học ạ. À, là em nói tiếng Việt giỏi vậy luôn. Em ở Việt Nam được khoảng gần 8 năm rồi ạ. 8 năm. Vâng ạ. Mình có thể hát một đoạn tiếng Cam được không ạ? Em mời có. Em ạ. Bông kinh mân luông đôi xa tại bông nức rụp rầy. Pliêng thle khlăng nắng ta ôn cùng bông tay thơ vầy. Bông nức ôn ngồi thô rong mi sguồn. Nức rụp ôn trông vệ lý. Ôn đăng tê tha bông sờ lành nhôn phân na. Bắt chi vất bông rùa có khmiên nây. Song khâm vía vô đồng hói prap sầy. Tha bông nức tai rụp ôn na bông nghi. Bài gì nhờ? Anh nhớ em lúc mà em bỏ anh đi thì chỉ có cái cuốn sách nhật ký của hai đứa mình thôi. Mở cái đấy ra xong đọc. À, đó. Kiểu nhớ lại nhớ người yêu cũ. Dạ vâng. Hay quá trời hay, tài năng. Bây giờ chưa biết là ca sĩ hay không, nhưng mà nếu thật sự là ca sĩ thì em có thể phát triển hơn và cực kỳ nổi tiếng ở Việt Nam mà lẫn Campuchia. Đẹp trai, hát hay. Hết hồn, tưởng là ca sĩ đẹp mà. Cười nhưng mà thay đổi. Anh nói chung đừng có bi kịch cuộc đời như vậy nha. Vào chủ đề chính thôi, công việc hiện tại của em có phải là ca sĩ hay không? Mời Sim. Bạn số 1 và bạn số 3 có vẻ là chắc nhịp hơn. Anh thấy bạn số 1 là bạn nhảy chắc nhất, tạo được sự chú ý. Thì là bạn số 1 là bạn làm chắc nhất và bạn thuộc bài nhất. Có cái bạn số 1 là nhảy đẹp à, nhưng mà bạn này có nhiều linh cảm không phải là ca sĩ. Em là Sim Chan Pun Lư và em là một du học sinh đến từ Campuchia. Công việc hiện tại của em là sinh viên vừa mới tốt nghiệp trường đại học y dược. Trời ơi.
Đây vừa mới tốt nghiệp xong bác sĩ đa khoa. Đa khoa.